Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, lúc 11 giờ trưa 29 tháng 9 năm 2020, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Ban Chỉ đạo đã ký công điện hỏa tốc gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc xả lũ hồ chứa. Theo Ban Chỉ đạo, lúc 11 giờ trưa cùng ngày, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 215,67m, lưu lượng đến hồ là 3.320 m³/giây, tổng lưu lượng xả là 2.614 m³/giây. Mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,69m, lưu lượng đến hồ là 3.313 m³/giây, tổng lưu lượng xả là 2.173 m³/giây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ cuối tháng 9 đến tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn nhiều đợt mưa lớn, lượng nước về hồ vẫn tiếp tục gia tăng. Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu mở một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình bắt đầu từ 8 giờ ngày 30 tháng 9. Ban Chỉ đạo cũng lưu ý, tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp. Tùy theo tình hình thực tế, có thể phải tiếp tục mở thêm cửa xả đáy của các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà. Đối với tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo yêu cầu ra soát phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là các trọng điểm đê điều, khu vực sạt lở, bờ sông tại tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó.